No criminal goes unpunished. Yo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel Tô Mỡ. Và những gì anh em đã nghe về cái hiệu ứng âm thanh của cái vị tướng Saber, cũng như là anh em đã nhìn về cái hoạt cảnh phòng trở, anh em đã cảm thấy gọi là muốn rụng trứng chưa ạ? Ừ, đây chính là cái vị tướng Saber, nhưng anh ta vừa mới được gọi là chủ của biệt đội Squad, hay nói chính xác hơn là Moontoon, cấp cho cái tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ anh em ạ. Thì anh em có thể thấy sau khi phẫu thuật xong thì Saber thay vì từ một cái anh chàng hơi béo, hơi lùn một tí, hơi đậm người một tí đi, thì anh ta cao hơn. Đó có thể, không biết là có phải cao hơn không, hay là do cái góc chụp của nhiếp ảnh gia kiểu chụp trúc từ dưới lên nó cao hơn anh em. Nhưng mà rõ ràng có thể thấy Saber đã có cho mình một cái ngoại hình xuất hiện cũng như là cái hoạt cảnh xuất hiện cực kỳ ngầu lòi. Anh ta ở trong cái hoạt cảnh xuất hiện đang là một cái gọi là người đi thực thi công vụ anh em ạ. Và sau đó anh ta chốt lại bằng câu gọi là không có một cái tội ác nào mà không bị trừng phạt cả. Cái câu nói tiếng Anh anh em. Đó, và như anh có thể nhìn thấy, đó chính là hoạt cảnh của Saber ở phòng chờ. Và đây chính là cái hiệu ứng của cái chiêu thứ nhất, lưỡi kiếm bay. Cái cú lướt đến từ cái chiêu thứ hai là anh em cũng đã thấy rồi đúng không? Và đây chính là cái kỹ năng tam liên trảm, cái chiêu của anh em nhìn này. Đây sẽ là cái cơ hội để Mỡ thực hiện chiêu của tam liên trảm ở đây. Tuệ ra cái lưỡi kiếm bay, tam liên trảm được kích hoạt và Mỡ chẳng nhìn thấy cái quần què gì cả ở đến từ cái chiêu cuối của cái vị tướng Saber. Quá nhiều hiệu ứng anh em ạ. Thôi có lẽ rằng là không sao, chúng ta sẽ chờ một cái tình huống sau, bởi vì đây sẽ là một cái trận đấu mà Mỡ nghĩ rằng Mỡ sẽ sử dụng cái chiêu cuối khá là nhiều anh em ơi. Ủa mấy hôm nay băng trụ làm gì đấy? Ui, băng trụ để hạ con Granger mà đầu tư tài nguyên ghê. Một ông thì tốc biến, một ông thì cũng đi chân lạnh toát anh em ạ. Thôi không sao, ok là. Rồi, thì như anh có thể thấy được rằng là chỉ có là thay đổi đến từ ngoại hình phòng chờ cũng như là hiệu ứng kỹ năng thôi. Còn thì Saber như chúng ta vẫn đang nhìn thấy ở đây vẫn có cho mình một cái dáng đi và dáng tung chiêu, nó vẫn giữ nguyên, không có khác biệt quá là nhiều cả. Và nếu như anh em có đặt câu hỏi rằng là anh ơi, cái hiệu ứng biến về của Saber đầu game anh lấy đâu ra đấy, thì cái hiệu ứng biến về này là cái hiệu ứng biến về anh em lấy trong cái phần thành tựu của cái biệt đội. Khi mà anh em có đủ biệt đội thì anh em sẽ đủ và có được cái hiệu ứng biến về. Ở trong cái tình huống này là Mỡ tam biên trảm hạ cũng đi được, đó là cái vị tướng Tử Long trong lúc mà Mỡ đang thao thao bất tuyệt, và cùng với đó lấy đi luôn cho mình đó là cái con rùa. Ui rồi, một công thì nó lại là đôi việc công ạ. Và KD của Mỡ ở thời điểm hiện tại đang là 2-0 cũng như là 1. Chúng ta đang có được một cái thế trận khởi đầu khá là xanh chín, và anh em có thể nhìn thấy được rằng cái con Saber này, cái lượng sát thương mà nó dồn vào ngay từ giai đoạn đầu game là đã quá kinh khủng với cái level 4 rồi đúng không ạ? Cái chất tướng Saber này thì Mỡ phải nói thật với anh em ý là đây là một cái chất tướng mà có thể nói là rất dễ chơi, và đặc biệt Mỡ khuyên anh em nên sử dụng ở trong những cái trận đấu rank thấp, khoảng độ từ rank thần thoại, à đâu nhầm, cho khoảng độ từ rank tinh anh dũng sĩ cho đến cái rank ở thời điểm hiện tại là sử thi cũng như là huyền thoại, dùng cái con Saber này cực kỳ là ok. Bởi vì cái con Saber này nó sinh ra là được mệnh danh gọi là chất tướng để gọi là khắc chế những cái vị tướng sát thủ khác anh em ha. Đó, cho nên cái con Saber này là một combo của nó là đừng có nói là con sát thủ gì anh em ạ, đến đấu sĩ vẫn còn gọi là sấp mặt lợn với cả cái con Saber này cơ. Và trong trận đấu này Mỡ sẽ sử dụng cái vị tướng Saber đi rừng cầm cho mình, đó là cái trừng phạt băng xuyên. Một cái trừng phạt mà anh em có thể thấy là khi mà Mỡ trừng phạt thành công ý, thì Mỡ sẽ được tăng rất nhiều tốc độ chạy. Ở đây áp sát, tam liên trảm được kích hoạt, hạ gục đi được đó là Granger, và anh em có thể thấy được trọn vẹn một combo của Mỡ. Mỡ dùng chiều hai lướt qua bên này né đi cho mình, đó là cái lao vào đến từ cái vị tướng Tử Long, bởi vì Mỡ biết chắc cái tình huống vừa xong mà Mỡ lao vào ấy là chắc chắn là Mỡ sẽ bị hạ gục. Team bạn lại mất thêm một thành viên nữa, đó là Atlas. Và ở bên phía bên kia thì Cyclops anh ta cũng di chuyển xuống, anh ta thực hiện một cái pha tinh lực giam cầm đến từ cái vị tướng Hằng Nga. Nhưng về cơ bản là team bạn vẫn không có bất kỳ thêm một cái thiệt hại nào ở trong cái pha giao tranh vừa xong. KD của Mỡ thời điểm hiện tại đang là 3-0.
cũng như là 2 rồi anh em ạ. Rồi, mỡ đang ngó lên đường trên thì đang thấy cái kèo solo gọi là súng mái đến từ vị tướng Argus cũng như là Foveus. Nói chung là cái con Saber này thì nó có thể gọi là one shot gần như là, nếu như mà không tính tanker anh em nha, loại trừ những cái con tanker ra nhà. Đây này, đầy máu đúng không ạ? Trời ơi, mãn nhãn rồi anh em. Combo nguyên một combo một hit là lên bảng điểm số. Và trong cái tình huống xong thì nói thật với anh em là mỡ cũng không có nhìn kỹ được quá cái chiêu cuối ta bên trả của Saber đâu anh em ạ. Cái thao tác thì chuyển nó nhanh quá. Thật ra trong tất cả những cái skin của con Saber này, mỡ là mỡ ấn tượng nhất cái tam liên trảm đến từ cái trang phục Saber bí danh bão tố ấy, cái trang phục Saber Legend anh em ạ. Còn những cái trang phục khác thì về cơ bản mỡ thấy nó cũng hòm hòm, nó cũng bình thường. Và nếu như mà để mà chia sẻ cái ấn tượng nhất của mỡ đến từ cái con Saber được làm lại ngoại hình này thì chắc chắn là được làm lại đến từ hoạt cảnh phòng chờ. Và chiêu 1 rồi, chiêu 2 là cũng có thay đổi một tí, và mỡ khá là chắc với anh em là chiêu cuối cũng có thay đổi một tí luôn. Nhưng về cơ bản là bởi vì chúng ta không thể nhìn kỹ được, bởi lúc nào con Saber này ulti là nó cũng đứng ít xì vào cái mục tiêu địch mà. Đó, và anh em có thể thấy đúng không ạ? Cái chiêu 1 của con Saber này nó đã được làm lại chi tiết đến từ cái tõe kiếm là cái thứ nhất, và cái thứ hai là cái biểu tượng trừ giáp trên đầu của con Saber ở cái chiêu 4 này nó cũng đã qua khác hoàn toàn luôn anh em ạ. Đó, ở đây như là mỡ thấy có Atlas đang dịch chuyển về thì phải. Câu trả lời ở đây là anh ta đã dịch chuyển về mất rồi, nhưng vẫn còn Foveus tam lên chạm được kích hoạt và chém bồi thêm cái nữa. Foveus lên bảng điểm số mạng thứ 5 của mỡ trong trận đấu này. KDA thời điểm hiện tại của mỡ đang là 502 khi mà đồng hồ mới chỉ điểm sang gọi là gần phút thứ 6 mà thôi. Đó, chơi con Saber này thì anh em nhớ gọi là học cho mỡ một cái lối chơi ở đây, đó là kiên nhẫn anh em ạ. Kiên nhẫn là thành công anh em ạ. Anh em đã nghe câu dục tốc bất đạt bao giờ chưa? Dục tốc bất đạt ở đây tức là dục ở đây tức là dục dã, tốc ở đây là tốc biến, đó, bất ở đây là bất gì đó thì mỡ không biết, nhưng mà trong lúc chém gió thì bé hàng Nga cũng đã cụ đi chân lạnh toát. Mỡ lướt để né đi cái ôm đến từ vị trí của Atlas, nhưng ở đây lại có thanh niên Foveus. Thanh niên này bố láo nhỉ, mẹ mới level 7 thôi, tưởng nhảy với chúng tôi này, định dùng hỏa tiễn để kích thêm cái lần nhảy nữa, nhưng đó là sai lầm đến từ Foveus khi mà anh ta cố gắng la vào mỡ. Ok, là lúc nãy đang chém gió gì nhỉ, dục tốc bất đạt đúng không ạ? Dục ở đây là đó, thì như anh em nó dục dã đấy, tốc là tốc biến, bất là chắc là bất khả chiến bại nhỉ. Đó, đạt là đạt được anh em thấy không? Nếu mà anh em gọi là hiểu được cái cụm từ dục tốc bất đạt ý, thì anh em có thể thấy được rằng dục dã nó là một cái yếu tố giúp cho anh em trở nên bất khả chiến bại à? Phải không ta? Hình như là bắt đầu hơi quá lố với cả đi hơi xa anh em ạ. Thôi không sao, quay trở lại đối với cái trận đấu này nha. Về cơ bản ý của mỡ muốn chia sẻ với anh em ở đây. Nó, trời ơi, chiều 1 đã mắt nhở lướt này. Trời, lướt chiêu 2 này, tam liên chảm vào con rùa này. Dĩ nhiên là không tam liên chảm được vào con rùa anh em nha, nhưng mà mỡ chỉ chém gió với anh em là như vậy thôi. Đó, thì ở trong trận đấu này mỡ quay trở lại với diễn biến thôi anh em. Lúc nãy đang mải chém gió là chiêu cuối đến từ vị trí của cái người chơi Atlas. Ở đây nhảy vào đến từ cái anh chàng Foveus nữa, nhưng mỡ vẫn có được cho mình đó là cái trừng phạt để tăng tốc độ di chuyển, lưu được về trong cái tình huống vừa xong. Trong trận đấu này thì như mỡ có chia sẻ với anh em là cái con Saber là phải có lối chơi gọi là rình rập con cá mập và núp lùm con tôm hùm anh em nha. Đó, thì nếu như anh em mà có được hai cái lối chơi như vậy thì chắc chắn là anh em sẽ rất dễ có được cái mạng hạ gục. Và quan trọng hết ở đây là anh em giữ được cái mạng sống của mình. Và anh em lưu ý rằng khi mà chơi con Saber thì anh em phải lưu ý tính được đường lùi nha. Đây này, anh em nhìn mỡ này, choạch này đó. Thì khi mà sử dụng cái tam liên trảm xong, anh em phải tính được đường lùi, xem anh em nên lùi đường gì. Vì cái con Saber này nó có hai kiểu combo. Kiểu combo thứ nhất nó là 1-3, anh em hiểu không? Còn kiểu combo thứ hai của cái con Saber này nó sẽ là 1-2-3. 1-3 là ở trong khoảng cách lý tưởng là chúng ta đứng gần kẻ địch. Còn 1-2-3 là trong khoảng cách không lý tưởng lắm, chúng ta phải lao vào để mà chúng ta hạ gục kẻ địch. Đó, thì cho dù combo kiểu gì đi chăng nữa thì anh em cũng cần phải giữ được cho mình một cái lối ra để mà chạy. Bởi vì cái con Saber này anh em biết tại sao nó ít được sử dụng trong những trận đấu rank cao không? Là bởi vì cái con Saber này nó không có kỹ năng để chạy thoát anh em ạ. Nó không có bất kỳ một cái kỹ năng gì để mà có thể chạy thoát được nếu như mà chúng ta lao vào với cái skill 2. Và đôi khi chúng ta lao vào với cái skill 2 ấy, là chúng ta hoàn toàn có thể là đổi mạng anh em ạ. Bởi vì trong cái lúc mà chúng ta tam liên trảm hất kẻ địch lên trên không và dồn đam ý, thì bản thân con Saber này cũng bị khống chế luôn. Đó, cho nên anh em có biết là nếu như mà là mỡ ấy, mỡ sẽ làm thêm một cái điều nữa để khiến con Saber nó trở thành hot pick luôn, anh em biết là gì không? Đó là trong cái lúc mà con Saber nó tam lên trảm này, nó bất tử luôn, nó miễn nhiễm bị ung khống chế luôn, giống như con trâu ấy anh em đấy, kiểu như thế. Con trâu ngày xưa là cái mãnh long quá giam của nó miễn nhiễm bị ung khống chế mà. Đó, đấy thì đấy là cái quan điểm cá nhân của mỡ thôi, bởi vì mỡ biết là có bao giờ được update cái đấy đâu. Rồi,
đường dưới sẽ là di chuyển xuống. Ở đây có Tử Long Tổng Lư. Trời ơi, ui dồi ôi, thanh niên Franco kéo. Nhưng thật ra là mỡ cũng không có hy vọng nhiều vào cú kéo của Franco lắm anh em ạ. Nhưng mà vẫn truy đuổi. Cyclops xuống, anh ta sử dụng cái tinh lực giam cầm và cùng với Franco lên cắn xé đạp đập. Và đó là cái mạng đến từ vị trí của hai người chơi kia. Ở đây mỡ có được solo kill dành cho riêng mình khi mà Zondam hạ gục đi được. Đó là cái vị tướng hàng Nga trong cái sự sử dụng cái chiêu cuối tuyệt vọng của Ranger anh em ạ. Đó, tầm này là khá là xanh chín rồi, tầm này thì cứ ung dung chơi anh em. Đó, xanh quá xanh luôn, xanh như trái banh anh em ạ. Và tầm này thì nói thật với anh em, tầm này team bạn không có cái gì liên quan đến tầm này nữa rồi. Bởi vì họ thực sự đang quá là bất lực trong cái việc tìm kiếm ra một cái cách để mà có thể gọi là tìm cách gọi là tránh được một cái combo của mỡ. Nói thật, để mà khắc chế con Saber ấy thì mỡ nghĩ là cũng khó lắm. Bởi vì mỡ đã từng thử lên cái chiến giáp hoàng hôn, từng thử lên cái chiến giáp thượng cổ, từng thử lên cái đôi cánh nữ hoàng các thứ các kiểu. Nhưng đối với những cái chất tướng máu giấy ấy, thì rất khó để mà những cái trang bị đó có thể giúp cho những cái vị tướng đấy có thể thoát được khỏi một combo của con Saber ở thời điểm hiện tại. Cho nên mỡ nghĩ rằng là cái cách duy nhất để mà anh em thoát được cái con Saber ấy, thì anh em hãy cố gắng tập quan sát map và luôn luôn trong đầu mình phải đặt ra một cái câu hỏi rằng là ủa con Saber team bạn nó đâu ta, thì lúc đấy anh em sẽ chơi được. Có đây này, lướt lên với chúng tôi này. Mỡ chắc chắn rằng là cái con Ranger này nó có rất nhiều đồ thủ anh em ạ. Nó có rất nhiều luôn. Ở đây là Fovius đúng không? Còn chiêu quế không? Mới lướt lên này, nhảy vào này, có nhảy không? Nhảy không? À chạy à? Toé lưỡi kiếm bay này. Trời ơi, một mạng là đến từ vị trí của mỡ nữa. Đó là cái mạng thứ 10 của mỡ trong trận đấu này. Nice bro. Dĩ nhiên tôi chơi trả like các con. Ok, giờ phải lấy đi cho mình đó là cái con bùa này nha. Đó, ở đây này thì mỡ đang thấy quan sát trên minimap thì có hàng Nga, có Atlas đang di chuyển ra đường giữa, đó là Popol Kupa và cùng với đó là Franco. Thanh niên Tử Long thì không ăn bùa đỏ rồi, mất công mỡ đứng dinh em ạ, để mỡ đi bắt con hàng Nga nha. Đây à, ôi ôi đủ, thôi kệ, ulti để thử đam sát. Ui, anh em nhìn quả mỡ ulti thử đam không, cũng kéo đi 3/4 cây máu của Atlas anh em ạ. Ulti cho team bạn sợ, bởi vì thời gian hồi triệu ở thời điểm hiện tại của mỡ đã là mắc tầm rồi. Mỡ đang chỉnh lại món trang bị một chút xíu. Và set trang bị của mỡ sử dụng cho Saber trong trận đấu này anh em có thể tham khảo nha. Mỡ sử dụng cái giày giảm thời gian hồi chiêu, xong rồi cầm cái trừng phạt băng xuyên, sau đó lên cái gươm thất hải, tiếp theo đó là cầm cái lưỡi liềm thợ săn. Cái trang bị lưỡi liềm thợ săn ý là sẽ cho mỡ khi mà gây sát thương bằng kỹ năng hay là đánh thường ý, thì nó sẽ có tăng tốc độ di chuyển và quan trọng nhất là cái giảm thời gian hồi chiêu em ạ. Đó, và thêm vào đó là mỡ cầm thêm cái vô tận nữa để mắc hồi chiêu sớm. Ở đây Zun combo một hit lên bảng điểm số, đó là Ranger. Và anh em phải biết con Ranger là một trong những con là chuyên là xạ thủ lên đồ tanh. Mà anh em còn cảm giác một combo mỡ hạ gục được anh ta là như vậy là anh em có thể biết được là cái combo con Saber này sốc đam cực kỳ kinh khủng. Đó, cho nên là cái lý do cái con Saber này mà mỡ nói thật với anh em rank thấp nó cực kỳ bá. Mà trong những cái trận đấu rank cao thì mất hút, bởi vì là cái việc mà một cái con sát thủ lao vào giao tranh và có thể dồn được sát thương đơn mục tiêu như thế này ý, thì không được quá trọng dụng anh em ạ. Đó, đánh rất hên xui. Đó, cho nên là ít khi chúng ta thấy Saber ở trong những trận đấu rank cao lắm. Đó, cho nên là nhiều ông pro player streamer anh em có giờ thấy người ta dùng mấy con tướng này đâu. Đó, trừ khi là đi team, được team gánh hoặc là được fan yêu cầu. Chứ nói thật với anh em, nếu như mà không có đi team, không có team gánh ấy, không có fan yêu cầu thì chắc mỡ nghĩ là chả bao giờ người ta sờ vào những cái con tướng này đâu. Bởi vì meta ở rank cao tướng, cái pool tướng nó ít lắm anh em ạ. Cho nên đánh thực sự nó rất là khó. Cho nên anh em cũng phải thông cảm. Nói thật với anh em là đó, một cái việc đấy là một trong những cái lý do mà mỡ rất ít khi có những cái trận đấu rank cao. Nhắc đến rank cao mình nhớ thì hôm qua cũng là reset rank ở đầu mùa giải thứ 20 rồi, sang mùa giải thứ 21 rồi. Ông sáng nay mỡ cũng livestream xong, thì sau khi livestream xong thì tìm một trận mỡ thì nick chính của mỡ lên rank thần thoại rồi anh em ạ. Nhưng mà tìm một trận rank thần thoại mất 10 phút các ông. Đó thôi, tôi về rank sử thi để tôi làm video clip với cả tôi giao lưu với quên mất tôi chơi theo yêu cầu khi còn ok lan anh em ạ. Bởi vì rank huyền thoại bây giờ ở thời điểm hiện tại chắc phải hôm nay ngày mai phải 2 ngày nữa cơ. Cái rank huyền thoại bây giờ chỉ là rank của đi team thôi. Anh em muốn có cái trận đấu khi mà đi solo ấy thì anh em phải fake IP sang nước khác, phải chuyển cái IP khu vực của anh em sang nước khác thì mới có. Chứ còn ở Việt Nam thì không có đâu anh em ạ. Việt Nam khẳng định với anh em phải 90-95% là bây giờ anh em ghép rank phải 10 phút mới có trận. Và anh em phải đi team mới có trận. Chứ bây giờ solo rank không có quá hay chơi đâu anh em ạ. Solo rank người ta vẫn bây giờ thì mỡ nghĩ là đến tầm chiều nay thì bắt đầu có nhiều người lên được thần thoại này. Chứ còn sáng nay là gầu hầu như là kiểu mỡ ghép phải tầm 9-10 phút mà không gặp một ông Việt Nam nào cả. Mỡ ghép, anh em có thể xem lại cái livestream sáng nay của mỡ bên Facebook, mỡ chơi 2 trận mà mỡ đánh mỡ gặp phải 18 ông nha. Bởi vì là mỡ là một ông thôi mà mỡ gặp phải 18 ông. Không có ông nào người Việt Nam cả, không có một ông nào người Việt Nam cả. Đó, nó dị là thế cơ vậy anh em ơi. Ở đây này, rồi, tam lên chạm sau quá trình chém gió và sau đó sử dụng cái skill 2 để lướt ra ngoài, anh em thấy không? Nếu như cái tình huống vừa xong ý mà mỡ làm combo theo kiểu 1-2-3 đúng không? Thì chắc chắn Saber vẫn sẽ bị hạ gục. Nhưng nếu mỡ làm combo đấy xong, mỡ sẽ bị lên bàn điểm số. Bởi vì không có skill 2 để mà lướt, để mà chạy. Nhưng nếu trong cái tình huống vừa xong anh em làm y như mỡ, cái tầm chúng ta chơi quen chúng ta á đủ ý,
chúng ta lao vào với chiêu, dùng chiêu 1 chúng ta lao vào với chiêu cuối, sau đó chúng ta giật ra với chiêu 2 thì cái mạng sống của chúng ta vẫn còn giữ được. Và ở thời điểm hiện tại mỡ vẫn còn tring trắng, anh em 13 tuổi vẫn chưa một ai theo đuổi cả anh em ạ. KD ở thời điểm hiện tại vẫn là 13 0 và 4. Còn KD thì sẽ là sạch chín ở đây. Rồi sẽ là di chuyển ra đây. Team của mỡ đang muốn phát động cái con lót này, họ ăn lót khi mà chưa có mỡ luôn, nhưng mà ok la thôi. Mỡ sẽ cùng với đồng đội của mình lấy đi cái con lót này khi mà team bạn vẫn còn đang hòm hòm di chuyển đến để mỡ ăn cái bùa xanh đã nha. Sau đó đi tham gia giao tranh này, ok la anh em nha. Rồi, bật cái lưỡi kiếm bay lên dồn đam này để xem nào, xem thế này. Ơi, ôi tao đi chạm tay. Trời ơi, cái phát vừa xong mình không hạ được thằng Tử Long đâu. Bởi vì anh em thấy cái tình huống vừa xong là nó định móc thương không? Mỡ không kịp chém đâu. Thao tác chém của mỡ nó sẽ chậm hơn thao tác móc thương của con Tử Long rất nhiều. Cho nên đó là một cái quyết định chính xác của mỡ. Ở đây, toé lưỡi kiếm bay. Trời ơi, toé đầy tinh tế, mỡ có được cái mạng thứ 14 ở trong cái trận đấu này. Một cái trận đấu mà phút thứ 14 mỡ có 14 mạng anh em ạ. Team bạn thì mất đi 3 thành viên, họ không còn một ai để mà có thể thủ nhà được nữa rồi. À thật ra là có Fovius cũng như là Tử Long ở trong trận đấu này. Mỡ sẽ tiễn Fovius hoặc Tử Long lên bảng điểm số này anh em này. Thằng nào vào trước thằng đấy lên bảng điểm số. Đó, Fovius chắc chắn là sẽ bay màu mạng thứ 15 của mỡ. Và qua đây trận đấu sẽ là kết thúc. Trên đây là toàn bộ cái video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về gameplay của Saber sau khi được đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu anh em thấy cái video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh nha. Bye bye anh em.